Em gặp nhau anh hỏi ơi đôi câu, đường này đường rẽ ơi đi đâu thế này, trong làng đường xa ơi hôm nay, khi xưa đâu đẹp mà ơi thế này à ơi em ơi. Miền ơi quá đà,
tay xây dựng ơi quê ta ngày càng đổi mới ơi như là vườn xuân để cho khách ơi xa gần thăm làng thăm cả ơi vườn xuân chúng mình ơi em ơi.